mấy bạn mà bị viêm nang lông với lại mụn lưng ấy là không nên bỏ qua cái clip này của em nhé. Thật ra quý vị ạ, cái mặt em được cái trời phú cho lại cũng ít bị mụn hơn. Đấy nhưng mà lại mụn nó lại lên lưng quý vị ạ. Với lại cái da đây này, này, cái 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 chỗ tay này của em chắc nhiều người bị lắm là cái lỗ chân lông nó to quý vị ạ. Cũng không phải là bị viêm nang lông đâu nhưng mà cái lỗ chân lông nó to nó cảm giác nó sần sùi rất là khó chịu ngày trước cái da mặt của em thì cũng thi thoảng cũng có lên mụn đấy da người việt nam mà khí hậu nóng ẩm thì kiểu gì cũng sẽ lên một hai cái mụn nhưng không lên nhiều cái da mình nó không kiểu nó cảm giác mình sờ vào nó không có mịn màng đấy nó không có mịn màng nó kiểu nó cứ sần sùi nó không có căng bóng mịn màng nó hay nó hay nứt nẻ nói chung là mình ngồi điều hòa khô khô là nó lại nứt nẻ chóc ra Thế thì bắt đầu em với tập skin ke Đấy, thế thì em mới xài cái này Em mới cái xài cái cái cái, cái 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 BHA này của nhà Prochoy Thì em thấy cũng ok Đó, cái da mình cũng ok thì nhà Nó tẩy tế bào chết nên là Bây giờ cái da nó cũng Quý vị nhìn ạ, đấy Được cái là nó cũng mịn mịn màng màng một tí Mình không đẹp thì mình phải chăm cái da Thế là khi mà em thấy cái da mình Cái 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 cái, 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 cái tay mình bị cái này này Nó thô giáp á, chỗ này nó thô giáp Xong rồi lưng em cũng có mụn quý vị ạ đấy em mới quyết định là kể từ hôm nay em sẽ tiếp tục tin tưởng paula choi em xài một cái sản phẩm để mà chăm sóc da body đây mới mua mới tậu với quý vị ơi đây đó paula choi body uh, bha 2% và hôm nay nha, hôm nay là ngày đầu tiên em sẽ chính thức em sử dụng cái này và sau khoảng uh, một tháng sử dụng em sẽ quay trở lại với quý vị một clip nữa để xem kết quả nó như nào nha quý vị nhá chờ đón xem với em nhá